Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục thí nghiệm Minecraft trên TikTok. Bắt đầu thôi, let's go. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với video TikTok đầu tiên nha các bạn nha. Thì chúng ta sẽ xem đây có cái gì đây. À, hình như lại là tiếp tục là con Super Dog, con chó siêu nhân các bạn ạ. Đó, cái con này một con chó rất là mạnh luôn. Thì con chó siêu nhân này nó sẽ đấu với lại Herobrine hả? Ồ, một con Super Dog đấu với lại Herobrine. Wow, để xem coi nó làm được cái gì không ta. Herobrine là hơi bị mạnh nha. Oh my god. Thôi, một đống Herobrine mà nó chỉ cần lướt nhẹ một cái thôi là giết hết luôn bạn ơi. Xịn dữ trời. Nhưng mà mình thấy ở trong đây Herobrine vẫn còn ít lắm. Mình nghĩ rằng là phải cho tầm 400-500 con Herobrine đi thì may ra là nó mới thắng được con Super Dog này. Như bạn đang xem thì ở trong video thì hơi ít Herobrine bạn ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cho một con Super Dog đấu với 500 con Herobrine để xem coi Super Dog với Herobrine con nào mạnh hơn nha các bạn nha. Bắt đầu thôi, let's go. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái thí nghiệm TikTok tiếp nha các bạn nha. Thì cái thí nghiệm này á thì mình cũng đã xem được ở trên TikTok thì nó là như thế này nè. Đây, mấy bạn thấy gì không? Ở bên trong đây là một đống Herobrine luôn các bạn ơi. Wow. Tôi tính sơ sơ thì ở trong đây chắc cũng phải tầm 200-300 con gì đó các bạn ạ. Chắc cũng cỡ cỡ đó, đó hơi bị đông luôn. Đến nỗi mà nó lắc máy của tôi luôn các bạn thấy nè. Máy của tôi là hơi bị xịn nha mà nó phải lắc như thế này luôn rồi đó. Đó. Thì ngày hôm nay nè chúng ta sẽ cùng nhau thí nghiệm thử coi là một cái con Super Dog, cái con chó siêu nhân các bạn, nó có thể gọi là chiến thắng được gần hơn 100 con Herobrine hay không nha. Thì cái video TikTok đó mình đã xem rồi thì bây giờ mình sẽ vô để mình thí nghiệm thử nha các bạn. Thì trước tiên thì tôi sẽ triệu hồi ra cái con chó sói siêu nhân của chúng ta. Đây, ok, lấy quả táo vàng nè. Rồi lấy thêm một cục xương cho con chó sói. Ok, rồi đây, tôi sẽ để một cái cục kim cương ở giữa nè các bạn, để tôi đặt con chó sói lên. Trời, đông quá, nhiều quá, đặt tôi đặt lên không được luôn bạn ơi, trời ơi trời. Ok, tôi sẽ đặt cái lóc cao lên xíu cho dễ đặt. Đó, rồi để con chó sói vô nè. Ủa, nó đi đâu vậy ta? Tính ra tôi đang tính biến cho nó thành siêu nhân vậy mà nó lại bỏ đi con này thiệt. Ok rồi, tôi sẽ cho con này đi. Ok, cho nó cục xương nè. Sau đó chọi vô người nó một quả táo vàng và ngay lập tức nó sẽ biến thành chó siêu nhân các bạn ạ. Đó, rồi ok. Bây giờ tôi sẽ đập cho nó rơi xuống dưới đây nè. Rồi, thì trước tiên tôi sẽ cho bạn biết một con Herobrine trong Minecraft nó mạnh đến cỡ nào nha các bạn nha. Thì ví dụ như bạn đang thấy nè, ở trước mặt mình là một con Herobrine nè các bạn. Đó, thì cái con này nó rất là khỏe luôn. Bây giờ mình sẽ mặc cho mình cái bộ giáp Netherrack luôn, cái bộ giáp mạnh nhất ở trong Minecraft nha các bạn nha, mạnh nhất hiện tại luôn. Một cây kiếm nè. Rồi, tôi sẽ chỉnh cho tôi thành game mode 0 đi. Rồi, sau đó tôi sẽ ăn quả táo vàng vô. Đó, là bây giờ tôi là hơi bị mạnh rồi đó nha. Bây giờ tôi sẽ thử chiến đấu với con này xem như thế nào. Cầm theo cái khiên nữa. Rồi ok, để tôi xem thử coi con Herobrine này nó mạnh đến cỡ nào nha các bạn nha. Rồi chuẩn bị nè, tôi sẽ dùng cái đinh ba. Tôi chọi vô người đó. Rồi ok, nhào đây. Nhào vô đây. Nhào vô đây. Nhào vô đây. Ố. Trời, nó mạnh dữ à trời, nó quýnh mình đúng một cái thôi á. Oh my god. Thì mình sẽ nói cho bạn biết á là cái số gọi là sức mạnh của cái con Herobrine này á, nó đến tận 100.000 đam lận. Rồi, 100.000 đam và 100.000 máu nha các bạn nha. Mình không biết rằng là liệu rằng con chó của mình nó có thể chiến thắng được hơn 100 con Herobrine như thế này không đây. Thì bây giờ các bạn hãy xem thử, các bạn sẽ biết nha. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test thử coi liệu rằng con chó sói này nó có thắng được hơn 100 con Herobrine bên dưới đây không nha các bạn nha. Chuẩn bị nè. 3 2 1 bắt đầu. Ê! Đó, nó bắt đầu chém nè bạn ơi. Oh my god. Mấy con Herobrine không kịp làm cái gì luôn. Wow. Trời ơi, bạn nhìn nè. Oh my god. Khỏe dữ trời. Trời ơi, đỉnh nha. Ô, nhìn xịn xuống bạn ơi. Vậy là coi như thí nghiệm này 10 điểm nha các bạn nha. Một con chó có thể giết được đến tận hơn 100 con Herobrine. Quá là đỉnh luôn. 10 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với video tiếp theo. Thì video này như bạn đang thấy là một thế giới Minecraft được làm bằng TNT các bạn ạ. Và để mình xem coi chuyện gì sẽ xảy ra nha. Mình nghĩ là thanh niên này chắc là sẽ đốt những cái quả này lên á. Ồ, đúng luôn nè. Oh my god, nó nổ kìa. Wow, nhìn đã mắt thiệt sự luôn á. Trời ơi, nó nổ kìa các bạn ơi. Được nha, tôi thấy cái này có vẻ là tôi làm được các bạn ạ. Đốt nguyên một cái thế giới bằng TNT luôn. Ôi, cái này là phải máy tính phải thật là mạnh luôn các bạn. Cái máy tính phải xịn lắm luôn á thì mới đốt được á. Đúng. Chứ bây giờ máy tính mà yếu xíu là đốt cái là nổ luôn máy tính luôn các bạn, chứ không phải nổ TNT đâu. Ok, biết là máy tính của mình có chịu nổi không đây. Thôi được, tôi sẽ tạo một thế giới bằng TNT. Sau đó tôi vô tôi đốt thử cho các bạn xem nha.
bắt đầu thôi, let's go. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với thí nghiệm Minecraft tiếp theo ở trên TikTok nha các bạn nha. Thì như bạn đang thấy ở trước mặt chúng ta chính là một ngôi làng được làm bằng TNT. À không, phải nói đúng là một thế giới được làm bằng TNT luôn bạn ơi. Bạn coi nè, đây, xung quanh đây toàn là TNT không luôn á. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đốt thử cái đống TNT này để coi nó nổ to đến cỡ nào nha các bạn nha. Thì như bạn không biết á, thì một cái máy tính á, dù nó xịn đến cỡ nào nhưng mà được đốt với một cái số lượng TNT quá nhiều thì nó vẫn sẽ rất là kinh khủng luôn, rất là nặng máy luôn. Mình không biết là sau khi mình đốt xong á thì liệu rằng cái máy của mình nó có nổ luôn đây, mình không biết nữa. Nhưng mà ok, thôi tôi sẽ thí nghiệm thử nha các bạn nha. Đó, ông nào máy yếu yếu đừng có thử này nha, hư máy luôn á, đừng đùa. Ok rồi, bây giờ nè tôi sẽ lấy một cái quạt lửa ra để tôi bật nó lên nha. Trời ơi, tôi hơi sợ sợ bạn ạ. Nếu như bạn không biết á thì máy tính của tôi á là một cái máy tính á được trang bị rất là nhiều những cái phụ kiện, những cái linh kiện máy tính cực kỳ xịn luôn. Bởi vì là mình quay video cho bạn xem cho nên là mình đã đầu tư một cái máy tính khỏe khỏe xíu, nhưng mà tôi cũng không biết là liệu rằng là nó có chịu nổi không đây. Ok thử cái nha các bạn nha, bắt đầu nè. Rồi tử thần đến rồi bạn ơi. Ui cái máy tính của tôi chịu được nha. Ui cái máy tính tôi chịu được các bạn ơi. Wow. Ui tôi tưởng là cái máy tính của tôi sẽ bị lắc chứ ai vậy nó chịu được nha. Trời ơi, nó nổ liên tục luôn. Oh my god, nó nổ kìa bạn ơi, coi nổ kìa. Trời ơi, tôi cứ tưởng là máy tính của tôi sẽ bị lắc, nhưng mà hóa ra không nha bạn nha. Máy tính của tôi có thể chịu được cái đống TNT này. Oh my god. Yeah, vậy là máy tính của tôi sẽ không bị nổ. Ở bên kia vẫn còn một đống TNT, nó vẫn còn đang nổ kìa bạn. Đó, thấy không, nó vẫn còn đang nổ kìa. Rồi ok, vậy là thí nghiệm này tôi làm được nha các bạn nha. 10 điểm. Yes. Đây các bạn coi nè, nó vẫn còn nổ qua tới tận bên đây luôn bạn ơi, nó nổ liên tục luôn. Đây. Tôi không biết là tôi phải chờ đến khi nào để cho nó nổ hết nguyên cái thế giới này nữa. Thôi mình qua video tiếp theo nha các bạn nha. Ok. Rồi, đến với cái thí nghiệm tiếp theo của chúng ta sẽ là thí nghiệm chế tạo ra một cái trụ bắn cung tên lửa bạn ạ. Các bạn nghe có vẻ hơi lạ đúng không? Mấy bạn có biết cái trụ ở trong Liên Minh Huyền Thoại không? Nó có thể bắn ra được những cái quả lửa đó vô người chúng ta. Thì mình đã xem một cái video TikTok của một bạn làm khá là hay. Bây giờ mình sẽ làm thử nha. Trước tiên là mình sẽ lấy cho mình mấy khối sắt nè. Sau đó mình sẽ cần đến những con skeleton mọi người ạ. Đâu rồi ta? Skeleton, xương skeleton là cái nào ta? Đây, xương skeleton đây. Đó. Sau đó là tôi sẽ lấy cho tôi thêm một xô lava nữa. Rồi ok. Thì cái thí nghiệm này sẽ như thế này. Đầu tiên mình sẽ xây ra cho mình một cái chỗ để nhốt mấy con skeleton vào bên trong. Thì mình sẽ lấy cái block này đi. Ok. Mình sẽ đặt như thế này. Đó. Rồi sau đó mình sẽ đặt lên trên đây hai block lên như thế này. Và mình sẽ bỏ thật là nhiều skeleton vào trong đây. Mình chỉnh chế độ bình yên rồi. Để từ từ. Đó. Rồi ok. Mình sẽ để thật là nhiều skeleton vào bên trong đây nha các bạn nha. Bỏ vô thật là nhiều luôn. Đó, nhiều. Sao chết queo hết trơn rồi. Thôi để như đây thôi, chắc như đây là đủ rồi nè. Đó, ok. Sau đó mình sẽ đặt cho là block cao lên và đổ lava lên trên nè. Đấy, sau đó lava nó sẽ đổ xuống dưới. Và sau đó bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Những con skeleton này nó sẽ có thể bắn cung tên. Bọn nó chết hết luôn. Hey, làm lại lần nữa đi, lần này mà không được nữa thì chịu luôn á. Ok, để mấy con skeleton ra đây nè. Rồi ok, sau đó là đổ lava lên trên. Đừng có chết nha skeleton, đừng có chết nha. Để xem coi nó có bị chết không đây. Ok, nó không sao hết. Yes. Rồi ok, thì theo như cái thí nghiệm đó, thì bây giờ chúng ta sẽ chỉnh thành chế độ sinh tồn. Chúng ta lại gần thì ngay lập tức mấy con skeleton này sẽ bắn chúng ta ra rất là nhiều mũi tên lửa luôn. Mình sẽ chỉnh thành chế độ sinh tồn nè. Ok, sau đó mình sẽ lại gần thử nha. Trời ơi, nó bắn một lần quá trời mũi tên luôn bạn ơi. Oh my god, trời ơi, ghê vậy. Wow. Thành công nha các bạn nha. Trời ơi, cuối cùng cũng làm được rồi. Bạn nào muốn làm một cái máy bắn tên lửa giống như thế này, bạn có thể thử cái cách này nha. Ok, 10 điểm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với video tiếp theo. Sẽ là video một con Super Dog đấu với 100 con rồng Ender. Ui, lại tiếp tục là Super Dog. Con này hơi bị mạnh luôn. Để mình xem coi liệu rằng một con Super Dog có đấu lại được 100 con rồng Ender nha các bạn nha. Lần trước là mình cho nó đấu thử với con Warden rồi, thì thấy là con Warden đánh không lại. Để coi con rồng Ender sẽ như thế nào đây. Vào trong đây nè, sau đó là để cho con rồng đánh nhau với lại con chó hả?
Wow, cái gì ghê vậy trời? Oh my god, một con chó mà có thể giết được một đống rồng Ender vậy luôn hả? Hơi bị ảo nha. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là con Super Dog này hơi bị mạnh á, cho nên là không có con gì mà nó không giết được đâu các bạn ạ. Được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau test thử coi nó có giết được rồng Ender thì không nha các bạn nha. Thì trước tiên tôi sẽ cho nó giết một con trước, sau đó tôi sẽ cho nó giết khoảng 10 con tiếp theo để coi coi như thế nào nha các bạn. Ok, bắt đầu thôi, let's go. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với thí nghiệm TikTok tiếp theo nha các bạn nha. Thí nghiệm tiếp theo của chúng ta thì như các bạn đang thấy thì ở đây mình đang ở trong một cái hang rồng mấy bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ đặt mấy cái con mắt này vào đây nè, đó, để tạo ra một thế giới dẫn qua bên cái chỗ của con rồng Ender. Ok, sau đó mình sẽ qua bên đây. Rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây, bây giờ tôi sẽ bay cho đây. Ui, con rồng các bạn. Thấy con rồng rồi nha. Thì cái thí nghiệm này của chúng ta sẽ là sử dụng cái con siêu nhân chó. Tôi kêu siêu nhân chó nghe nó nặng nề quá. Siêu nhân Dog đi, ok. Tôi sẽ nói là siêu nhân Dog đi các bạn. Ok, tôi sẽ sử dụng cái con siêu nhân Dog để cho nó giết con rồng Ender thử nha các bạn nha. Có rất nhiều bạn bảo là anh hãy thử cho cái con siêu nhân chó đó đánh nhau với con rồng thử coi con nào thắng. Đó, thì tôi nghĩ chắc là sẽ là con chó thắng rồi các bạn ơi. Tại vì cái con siêu nhân Dog á thì nó rất là mạnh luôn. Còn con rồng này á thì tôi nghĩ chắc nó không có cửa đâu bạn ạ. Được rồi, trước tiên á thì tôi cần phải phá hết mấy cái cục hồi máu của nó để cho nó đáp xuống dưới bên dưới chỗ đất này để con chó có thể đánh được nha các bạn nha. Ok, tôi sẽ phá hết mấy cái cục này đi. Rồi, ok, tôi đã phá hết nè. Đây, mấy bạn thấy, sau khi phá xong thì con rồng nó sẽ đáp xuống dưới đây. Thì đây sẽ là chỗ để cho con chó có thể đánh nhau với con rồng được. Hợp lý, được rồi. Bây giờ tôi sẽ triệu hồi ra một con Super Dog nha các bạn nha. Đó, con chó siêu nhân. Đây, lấy xương nè. Sau đó là lấy một con chó nè. Sau đó tôi sẽ lấy một cái quả trứng của con Super Dog nè các bạn. Ok, cho con Super Dog nó ăn xương. Sau đó chọi vô người nó một quả táo vàng. Và sau đó nó sẽ biến thành Super Dog. Rồi, mình sẽ để nó đứng ở đây chờ con rồng đáp xuống và đánh nhau để coi con nào thắng nha các bạn. Ok, bây giờ tôi sẽ chỉnh tiếng lên cho các bạn có thể nghe được tiếng nha. Đấy, rồi ok. Bây giờ mình sẽ chờ cái con rồng bay xuống. Xuống đây đi rồng ơi. Con rồng vẫn đang rất là gầm gừ, đang rất là gọi là sao ta, hung dữ các bạn ạ. Để xem sau khi nó đối đầu với con Super Dog thì chuyện gì sẽ xảy ra. Ok, mình phải chờ con rồng nó đáp xuống nữa. Thấy nó đang đáp xuống hay sao nè. Rồi, con rồng đây rồi. Super Dog, đánh nó đi Super Dog. Super Dog đâu rồi? Super Dog. Trời ơi, con Super Dog nó đánh mấy con Enderman, nó không đánh con rồng mấy bạn ơi. Super Dog ơi, leo đây Super Dog. Đúng rồi, leo đây, leo đây. Rồi ok, đứng im trên đây nha. Okay. Đứng im trên đây nha Super Dog. Rồi rồi, để con rồng tới nè. Khổ quá. Ui. Ui, nó đánh luôn rồi nè. Hình như nó đánh luôn rồi nè bạn ơi, con rồng bốc khói rồi nè. Một phát một các bạn ơi. Oh my god, một phát một thôi, không cần phát thứ hai luôn. Ok bạn ơi, bởi vì là hồi nãy ở bên dưới chỗ con rồng á nó quá tối cho nên mình sợ rằng mấy bạn sẽ không thấy được, cho nên bây giờ tôi sẽ lên trên mặt đất nè để tôi test thử cho các bạn xem coi liệu rằng cái con chó này nó có thể giết được mấy con rồng Ender không nha. Bây giờ tôi sẽ không dùng một con nữa, tôi sẽ triệu hồi một lần nhiều rồng Ender luôn. Yeah. Tôi sẽ dùng một cái lệnh. Đó, tôi triệu hồi là mấy con rồng Ender. Rồng Ender luôn. Và Ủa gì vậy? Tôi còn chưa kịp làm gì hết. Ủa gì vậy? Tôi còn chưa kịp làm gì luôn bạn ơi. Tôi chỉ mới triệu hồi mấy con rồng thôi là con Super Dog của tôi nó đã giết hết mấy con rồng này luôn rồi. Ok, còn con cuối cùng nè, giết con đi. Trời ơi, nó khỏe thật sự các bạn ơi. Mình nghĩ rằng là bây giờ là con Super Dog này là mạnh nhất ở trong Minecraft rồi. Không còn con gì có thể thắng lại được con Super Dog nữa các bạn ạ. Trời ơi là trời, xịn thật sự luôn á. Ok, vậy thì mình nghĩ rằng là video hôm nay là mình đã test được rất là nhiều thí nghiệm TikTok ở trong Minecraft. Thì mình nghĩ rằng là tất cả đều thành công, tất cả đều được 10 điểm hết nha các bạn nha. Và có bạn nào hãy thử lên trên Minecraft, bạn nào có chơi Minecraft á, để xem thử coi những gì từ nãy giờ mình làm thử ở trong Minecraft nó có đúng thật là sự thật hay không. Hãy comment xuống bên dưới cho mình biết không nha. Và nếu như các bạn nào mà có chơi Minecraft á thì mấy bạn hãy thử test thử những cái thí nghiệm mà từ nãy giờ mình làm á, để xem coi những cái thí nghiệm này có thành công nha các bạn nha. Chứ từ nãy giờ mình làm là cái
cái nào cũng được 10 điểm hết trơn các bạn ạ. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như bạn có những cái thí nghiệm TikTok Minecraft nào khác nữa, hãy comment xuống bên dưới thì mình sẽ thực hiện những cái thử thách thí nghiệm đó của mấy bạn nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Tạm biệt. Bye bye.